Vâng, chào các bạn. Sau khi chúng ta đã học điệu van này, điệu Boston, và hôm nay là một cái điệu thứ ba tôi sẽ chia sẻ với các bạn, đó là điệu bolero. Vâng, một cái điệu mà có thể nói là gần đây cái phong trào hát bolero đã phát triển rất là mạnh và rất nhiều người yêu thích cái điệu này bởi cái sự cảm xúc, bởi tình cảm, bởi sự uyển chuyển, đu đưa một cách hết sức tình. Vâng, đây là một điệu rất là tình. Và có lẽ nó tình đến mức độ nhiều người cho là nó là hơi quá nữa. Và nhất là có vào tùy từng bài cụ thể, đôi khi nó ở một trạng thái quá nào đó mà người ta cảm thấy nó ướt át. Và người ta cảm thấy nó có phần ủy mị. Đấy. Với một số bài, tôi muốn nói như vậy. Thì cũng như là tất cả các phong cách khác, ví dụ như là van là vui tươi, là một cái gì đó hết sức là xoay vòng, một cái gì đó hết sức là đẹp, hết sức là mới gợi mở. Thế nhưng mà không có nghĩa là bài van nào cũng mới gợi mở giống bài nào, mỗi một cái đất nó khác nhau. Thì hay Boston cũng vậy và bolero cũng vậy, có những bài bolero sẽ rất rất buồn, thê thảm. Vâng, nhưng ngược lại cũng có những bài bolero nó cũng rất là vừa phải, thậm chí nó vẫn pha một chút tươi tắn ở đấy. Vâng, chính vì thế nên rằng là tôi nghĩ rằng là cái sự quy chụp hoàn toàn, nó ở một cái trạng thái nào đó cảm xúc hết sức là ủy mị, không hoàn toàn đúng, mà chúng ta có một cái dao động, một cái dao động về bất cứ một cái loại nhịp nào. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bolero, đó là một loại nhịp, một loại style, phong cách mà viết ở nhịp 4/4. Vâng. Và cái phách đầu tiên, nếu các bạn thực hiện trên piano, chúng ta sẽ đánh một quãng 8 này. Đấy, chúng ta sẽ đánh đồ đố này. Và ở hết cái phách 1 và chuyển sang cuối phách 2, nó sẽ bắt đầu bằng cái là một cái giãn âm ra, và thường chúng ta có thể coi là có 3 cái nốt này là một cái chùm 3 ở cái nửa sau của phách thứ nhất. Và một cái chùm 3 nhé, tôi nói một cái chùm 3 móc kép ở nửa sau cái phách thứ nhất. Và này, thì đến cái nốt này chính là vào đầu phách thứ hai. Vâng, chính là đầu phách thứ hai. Đấy. Đấy. Thế sau đó chúng ta đấy, các bạn đấy ạ, tức là nó sẽ rõ là một trát trát chát là đến hai, một trát chát từng từng chát từng chát từng chát từ lại về đây. Đấy. Từ trát chát từng chát từng chát từng trát chát từng chát từng chát từng. Đấy. Hoặc từ trát chát từng chát từng chát từng cũng được. Tức là thì nữa thì phần sau này chúng ta sẽ nâng cao hơn về cái chuyện thay đổi âm bát. Thế nhưng mà trước mắt các bạn nghe như vậy. Bây giờ chúng ta nghe lại một lần nữa. Đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta bên này dùng 4 âm, bên này chúng ta dùng hai cái phách 3, phách 4, chính là cái nốt son là âm 5 của âm. Đấy, là âm 5 của âm. Đấy, thì chúng ta sẽ được một cái như sau. Đấy, các bạn là sẽ phải tập cái cơ bản này đã. Cứ đánh đi đánh lại, và tôi nghĩ rằng là phải rất nhiều đấy, rất nhiều, và chúng ta có thể từ chậm hơn. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn từ cái chậm hơn, chậm hơn, chậm hơn, và chúng ta đẩy dần lên. Đấy. Ví dụ chậm đầu tiên các bạn sẽ đánh dài thôi. Đấy, nó không vội vàng và rất là chậm như vậy. Đấy. Và tôi nghĩ là khó nhất là cái chỗ này. Các bạn làm sao đấy để, và đặc điểm và một cái gì đó là nhắc đến bolero là nó hay có cái cảm giác này. Đấy. Sau này người ta có thể biến báo đi, là tạo nên cái này nó nghe nó mờ đi, hoặc là nghe nó theo một cái cảm giác khác. Đấy. Nhưng có nghĩa là gần như để đặc điểm để phân biệt cái bolero với những cái nhịp điệu khác là đặc thù ở cái chỗ này. Đấy. Thế bây giờ tôi sẽ ghép một chút, vâng, tôi sẽ ghép một chút cái đoạn vừa rồi
với cái bài Mưa Rừng, một trong những cái bài hát mà từ hồi bé tôi đã được nghe rất nhiều, và với cái chất bro rất là rõ ràng. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Đấy các bạn đấy ạ, tức là cái sự uyển chuyển, cái nhịp điệu rất là thú vị, rất thú vị. Nếu như những bạn nào đó biết về dance sport nữa, biết về điệu rumba này, mà người ta hay nhảy với cái nhạc bro này, thì các bạn sẽ thấy rằng cái sự cảm nhận của âm nhạc và cảm nhận của điệu này sẽ rất là thú vị, sẽ rất uyển chuyển, rất yêu thương. Và chúng ta cùng nghe lại. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu về lòng người, duyên kiếp không lâu. Vâng, tất nhiên là bài còn dài, nhưng mà tôi muốn ví dụ với các bạn một đoạn như vậy. Tôi hy vọng là các bạn sẽ tập thật cẩn thận, thật cẩn thận. Và chúng ta có thể ghép luôn vào cái hợp âm của cái bài này. Và đó là giọng đô thứ. Đấy, từ đô thứ, tôi chia sẻ các bạn luôn từ đô thứ này. Sang la giáng trưởng. Sang mi giáng trưởng. Xin lỗi, mi giáng trưởng. Sang pha thứ. Về đô thứ. Và kết thúc câu này ở son 7. Đấy, đây là hòa thanh tôi soạn ra như vậy. Và chúc các bạn sẽ bắt đầu với điệu bolero một cách bình tĩnh, và chúng ta cứ từ từ, từng bước một, chúng ta làm thật chậm. Tôi nghĩ thậm chí là kể cả sau khoảng một tuần, các bạn phải đánh tốt cái mức cơ bản này cũng không làm sao cả, vẫn là một sự thành công rất tuyệt vời. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn.